Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Đàm Tùng Vận tiết lộ lý do đồng ý yêu đương với bạn trai hiện tại. Fan nghe mà ấm lòng. Chuyện tình cảm của Đàm Tùng Vận được đông đảo khán giả quan tâm. Sau thời gian dài làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ, phim truyền hình Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tịnh Bách Nhiên đóng chính đã đi đến chặng đường cuối. Phim mang đến cái kết đẹp dành cho các nhân vật, một đám cưới đẹp như mơ giữa Quy Hiểu và Lỗ Viêm Thần đã được tổ chức. Trong bức tâm thư chia tay đoàn phim mới đây, Đàm Tùng Vận đã tiết lộ lý do cô quyết định đọc hết kịch bản và gắn bó với Quy Lộ và tình mới. Phim truyền hình Quy Lộ đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau Hướng Gió Mà Đi và Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám. Phim gây sốt màn ảnh nhỏ châu Á nhờ nội dung lãng mạn, thực tế và phản ứng hóa học cực kỳ tốt của cặp đôi chính. Tuy nhiên, phim không đạt được thành tích tốt như kỳ vọng, chỉ mở điểm Dubai với 6.0 cùng 12.000 lượt bình luận. Với Đàm Tùng Vận, Quy Lộ là tác phẩm đặc biệt trong sự nghiệp của cô. Vừa qua, nữ diễn viên đã chia sẻ tâm thư dài lên trang cá nhân Weibo để tạm biệt phim cùng các nhân vật mình yêu mến. Trong bức thư, chia sẻ về cơ duyên đọc kịch bản và nhận vai của Đàm Tùng Vận gây chú ý. Theo cô, chỉ với vỏn vẹn 4 chữ, còn yêu anh không trong tập 5, cô đã bị thu hút, đồng thời quyết định đọc hết kịch bản phim. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ cảm xúc đặc biệt mà mình đặt vào nhân vật Quy Hiểu, cũng như tình yêu mà cô dành cho Lỗ Viêm Thần, tất cả đều rất chân thành. Chia sẻ của Đàm Tùng Vận càng khiến khán giả khâm phục cái tâm mà cô dành cho nghiệp diễn. Đồng thời, khán giả dành lời khen cho màn thể hiện ấn tượng của cô trong dự án này và đặt kỳ vọng vào các vai diễn mới của nữ diễn viên. Vào thời điểm phim lên sóng, Đàm Tùng Vận và bạn diễn nhiều lần vướng nghi vấn phim giả tình thật, nhưng chưa ai lên tiếng xác nhận. Cặp đôi được mong chờ sẽ có dịp tái hợp trong một tựa phim cổ trang. Được biết, Đàm Tùng Vận chưa đưa ra quyết định nhập đoàn phim mới sau thành công của Quy Lộ. Các mọt phim có thể theo dõi dự án trên nền tảng Mango TV. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.